Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2021 và ở Việt Nam hôm nay đã là ngày 9 tây rồi. Bây giờ là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ thì Bây giờ đó các bạn thấy là cái video này là cái video thứ hai Thuận đăng ngày hôm nay Thuận có đăng một cái video đó chính là cái video 9 dầm 99 cũng đăng ngày hôm nay Nhưng mà, mà chưa xem thì cũng nên xem cái video đó để hiểu thêm một số thông tin Trong cái video này các bạn thấy được chúng ta đã bước qua cái video thứ 1000 rồi Thật ra nhưng mà nào mà theo dõi kênh này từ lúc nay thì cũng đã biết là cái số lượng video trên kênh đã qua 1000 cũng đã một thời gian rồi Tại vì những cái video tiên đó thì thường không đánh dấu cho nên trên căn bản cái số lượng video đã hơn 1000 cũng đã cách đây một thời gian rồi Nhưng mà ít ra thì đây cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng của kênh Chúng ta đã đến con số 1.000 rồi Có thể nói là trong vòng là hơn 3 năm qua rất nhiều bạn đã ủng hộ kênh Nhưng mà nào mà theo dõi kênh những ngày đầu tiên Nhất là những năm như là 2017, năm 2018 thì hãy comment ở bên dưới Tại vì các bạn thấy được là nhiều bạn mà theo kênh này đã nhiều năm thì đã từng chứng kiến Bitcoin đi từ chỉ có là một hai ngàn đô của năm 2017 lên thẳng cho đến 20 ngàn đô của năm 2017 cho từ 20.000 đô là đi xuống chỉ còn có 3.000 đô của năm 2018 và từ đó đi trở lên tới 11.000 đô năm 2019 sau đó đi ngược trở xuống chỉ còn có 3.000 đô năm 2020 và bây giờ đi thẳng lên tới cái mức hiện bây giờ là 58.000 đô thì mình được là một cái quá trình lên xuống không thể tưởng tượng được nhưng mà ít ra thì trong vòng 4 năm qua thì giá Bitcoin nếu chúng ta không tính cái đợt mà mùa đông crypto thì giá tăng trưởng rất là mạnh ngay cả khi chúng ta Tính luôn cái mức là từ 20.000 đô của năm 2017 thì cái mức giá bây giờ đã tăng lên gấp 3 lần so với lại cái con số của thời điểm đỉnh của năm 2017 rồi. Cho nên trước hết Thuận cũng rất cảm ơn những bạn nào mà đồng hồ kênh trong vòng nhiều năm qua. Và hôm nay đó thì cái video này Thuận cũng sẽ không nói quá nhiều về tình hình chung của thị trường mà chủ yếu Thuận muốn chú tâm vào một số những cái thông tin Thuận cảm thấy thú vị Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Tại vì giá cả thì bây giờ các bạn thấy là giá xoay quanh cái mức là 58.000 tốt hơn là cái giá chúng ta thấy cái đây vài tiếng đồng hồ và thị trường bây giờ thì vẫn còn rất là xanh các bạn thấy được là rất nhiều đồng có sự tiến triển rất tốt nếu như chúng ta nhìn vào những đồng lớn thì các bạn thấy được là đồng Binance Coin bây giờ thì vẫn đang ở cái vùng đỉnh 412 đô Ethereum một lần nữa lại qua 2.000 đô và rất nhiều đồng có sự tăng trưởng ngày hôm nay đương nhiên Bitcoin đã hồi phục lại ở cái mức là 58.000 đô thì một những thông tin mà nổi bật thôi đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội ngày hôm qua đó chính là cái tài liệu liên quan đến cái bài thống kê bằng nghiên cứu của bloomberg thì thường nó chia sẻ khá nhiều về thông tin này Một chuyện điều mà nổi bật mà nhiều người nói tới đó chính là Bloomberg đó, Thì thường hay chia sẻ những cái tài liệu này là thường nhớ hình như là mỗi quý Thì chia sẻ một lần đây là cái tài liệu tháng tư tài liệu mới nhất Thì đây là tài liệu nghiên cứu liên quan tới thị trường crypto này Thì Bloomberg các bạn cũng đã biết là đây là một cái công ty tài chính rất là lớn Và có đài Bloomberg, chúng ta có trang web Bloomberg là một trong những trang thông tin rất nổi tiếng và Bloomberg là một trong những cái tên tuổi trong thị trường tài chính này Và một trong những điều mà cực kỳ bất ngờ đó chính là Bloomberg Trong bài viết này chia sẻ ra từ đây đến cuối năm Giá Bitcoin có thể lên tới là 400.000 đô Để thuận tìm kiếm cái phần đó cho các bạn Các bạn đã thấy được là từ đến cuối năm Thì nếu như mà dựa theo Bloomberg đó, giá cả có xu hướng tăng trưởng tương tự như là năm 2013 khi mà giá tăng cùng thời điểm là tăng 55 lần Hay là năm 2017 cùng thời điểm là tăng 15 lần Thì giá Bitcoin nếu như mà có cái xu hướng tăng tương tự Thì trong năm 2021 này có thể lên tới là 400.000 đô Có thể nói là một cái sự ước tính mà còn cao hơn tưởng tự của Thuận rất là nhiều Mà các bạn còn biết Thuận là một người mà rất là bullish trong thị trường này Và ngay cả chứng đó của Thuận cũng chỉ là qua 100.000 mà thôi trong khi mà các bạn thấy ra năm 2021 này, những người mà chứng đoán những cái mức giá là trên cao không phải là những người mà trong thị trường crypto này lâu năm mà những chứng đoán đó là đến từ những cái công ty tài chính, những ngân hàng và thậm chí mà Bloomberg bây giờ đã đưa ra cái thống kê là 400 000 của năm 2021 này thì dựa vào đâu mà Bloomberg đưa ra cái thống kê này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà muốn theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới Để có thể theo dõi những cái kênh như là Telegram, Facebook, Twitter Để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất Nhất là Telegram Channel Hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital Các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit uh, Sàn EMT, một sàn margin, hoặc copy trade Và bây giờ có bonus ưu đãi và sàn FTX, sàn Binance US dành như mình nào mà đang sống ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng lending có lãi mà các bạn tham gia mà hiện bây giờ có bonus lên tới 250 đô và crypto coin cây dịch vụ hỗ trợ biểu đồ chúng ta thường hay nói tới thì thường đã chia sẻ trên mạng xã hội một số những cái tài liệu thì các bạn thấy được là được tóm tắt cái bài viết này bài viết này những bài nào mà có à, thời gian thì cũng nên nghiên cứu cũng là khá chi tiết thường cảm thấy được chia sẻ rất nhiều những cái thông tin rất là thú vị nhưng mà thường đã tóm tắt lại cho những bài nào mà con thú muốn tìm hiểu là bloomberg đã nói gì cho bài viết này thì các bạn thấy được là bloomberg đầu tiên thì nói lý do đó chính là bitcoin là lựa chọn tốt trong tình hình lãi suất thấp thì trong tình hình lãi suất thấp đó các bạn thấy được là cái hiện tượng bây giờ là tại sao mà những tài sản tăng trưởng như là bất động sản thì tăng mạnh chứng khoán thì tăng mạnh và bitcoin cũng tăng mạnh tại vì các bạn thấy được là tình hình lãi suất thấp đó, thì mọi người sẽ không có gửi ngân hàng để mà kiếm lãi suất hàng tháng người ta cũng không có mua trái phiếu như lãi suất quá thấp cho nên cái số tiền bây giờ đã bị ép để mà đưa vào những tài sản mà có cái sự tăng trưởng mạnh cho nên cái số tiền bây giờ đó là bị đẩy vào những thị trường như là thị trường bất động sản thị trường À, cổ phiếu cho nên các bạn thấy được giá cổ phiếu giá bất động sản mới tăng lên đây cũng là một những lý do và các bạn thấy được là một trong những cái mảng đầu tư mà tăng rất mạnh từ đầu năm tới bây giờ đó chính là bitcoin các bạn thấy được bitcoin đã tăng hơn một trăm phần trăm rồi cách xa tất cả những cái loại tài sản khác có thể là nhiều người nói là Bitcoin là nguy hiểm Nhưng mà khi mà các bạn thấy được chúng ta tính cân đo giữa cái sự nguy hiểm Cái sự rủi ro và lợi nhuận Thì các bạn thấy được chúng ta tính cái net Nghĩa là chúng ta chỉ tính là cân bằng rủi ro và lợi nhuận thì bitcoin vẫn là một mảng đầu tư tốt hơn rất nhiều mảng đầu tư khác và hầu như đã có nhiều người đã biết được điều này cho nên chúng ta thấy được là gần đây có rất nhiều những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư những công ty lưu trữ bitcoin thường sẽ nói thêm một lát nữa nhưng mà các bạn thấy được là bitcoin là một sự lựa chọn tốt trong tình hình lãi suất thấp và bloomberg thì nghĩ là tình hình lãi suất thấp sẽ tiếp tục trong cái thời gian tới đây Fed sẽ không tăng lãi suất và thứ nhì nữa là giá hỗ trợ trung bình của Bitcoin đó đương nhiên là Bitcoin càng tích lũy trên 50.000 đô càng lâu càng tốt thì bây giờ cái đường hỗ trợ trung bình của Bitcoin đã tăng lên tới 50.000 đô kế tiếp nữa thì Bloomberg nói là điều thứ ba như thường đã chia sẻ đó thì cái mức giá 400.000 đô này là dựa theo những cái đợt tăng trưởng của năm 2013 khi Bitcoin trong thời điểm tương tự đã tăng 55 lần và năm 2017 thời điểm tương tự đã tăng 15 lần. Thì nếu như tiếp tục thì Bitcoin có thể tăng lên tới là 400.000 trong cái đợt tăng trưởng này. Có nghĩa là từ đây đến cuối năm. À, điều thứ tư được nói tới trong bài viết này đó chính là Tesla có thể là dấu ấn chuyển Bitcoin vào một loại tài sản an toàn, một loại tài sản lưu trữ giá trị. Tuy là công ty Tesla không phải là cái công ty đầu tiên lưu trữ Bitcoin trong ngân sách Chúng ta đã có những công ty như là MicroStrategy lưu trữ nhiều Bitcoin hơn là Tesla Sau đó là công ty Square và bây giờ có rất nhiều công ty Nhưng mà công ty Tesla là công ty lớn nhất mà nổi tiếng nhất bây giờ đang lưu trữ Bitcoin Cho nên khi mà công ty Tesla là một công ty mà thật sự là đang phát triển, thật sự là cần tiền nhiều Mà lại lựa chọn là lưu trữ cái tiền của công ty bằng cách là thu mua một phần sử dụng cái số tiền đó để mà thu mua Bitcoin thì đây là một cái dấu ấn cho thấy được là công ty Tesla coi Bitcoin không phải là một cái tài sản dùng để đầu cơ mà đây là một loại tài sản lâu dài một loại tài sản an toàn có thể lưu trữ được giá trị cho nên Tesla tuy là không có đầu tư nhiều vào trong thị trường Bitcoin các bạn có nên nhớ họ bỏ ra 1,5 tỷ con số cũng lớn nhưng mà so với những công ty như là MicroStrategy thì không có lớn bằng nhưng mà công ty Tesla sự ảnh hưởng thì lại lớn hơn tại vì đây là công ty nổi tiếng hơn điều thứ năm được chia sẻ tại sao Bloomberg đã đưa ra cái chuẩn đoán là Bitcoin sẽ lên tới 400 000 đó chính là Bitcoin đang nhanh chóng thay thế và chiếm vốn hóa của vàng các bạn thấy được là trong tình hình bây giờ đó thì hầu như là cái câu chuyện bitcoin trở thành vàng điện tử và bitcoin đang lấn áp thị trường vàng là một câu chuyện được nói tới hàng ngày không chỉ riêng là thuận với các bạn trước đây các bạn thấy được chúng ta nói tới bitcoin mà đi cạnh tranh với vàng thì nhiều người sẽ bác bỏ nói là vàng thì có cái lịch sử lâu đời hơn có cái cộng đồng lớn hơn có nhiều người tin tưởng hơn thì làm sao bitcoin tranh được với là vàng nhưng mà bây giờ quay thì được là bitcoin đang lấn vào thị trường vàng là một điều mà đang xảy ra và không chỉ riêng thuận nói mà các bạn thì được là rất nhiều người đang bình luận về vấn đề này và đang xảy ra điều thứ sáu được nói tới bloomberg đó chính là hy vọng có được một cái bitcoin etf một cái quỹ đầu tư etf trên sàn chứng khoán của hoa kỳ mà người dân có thể là đầu tư trực tiếp vào trong quỹ đầu tư này để có thể sở hữu gián tiếp bitcoin đó hy vọng đó càng ngày càng nâng cao sau khi mà Canada đã có 3 quỹ đầu tư Bitcoin ETF và Bloomberg đương nhiên có cái suy nghĩ là nếu Bitcoin ETF được thông qua thì giá cả sẽ tăng rất là cao đến nỗi mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Thứ bảy đó chính là liên quan tới Bitcoin rời khỏi sàn là dấu hiệu của nguồn cầu đang tăng cao. Chúng ta thấy được là Bitcoin gần đây đó thì rời khỏi sàn rất là nhanh chóng. Một lát nữa chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới on-chain tình hình Bitcoin như thế nào. Và điều thứ 8 là Tether tiếp tục in sau khi mà vụ kiện với New York chấm dứt thì các bạn thấy được là công ty Tether mặc dù bây giờ có rất nhiều những người đang nhìn vào công ty Tether và công ty Tether phải nạp giấy tờ hàng quý để chứng minh là công ty này có tài sản để mà hỗ trợ cái giá của đồng Tether trên thị trường nhưng mà Tether vẫn tiếp tục in có nghĩa là cái nhu cầu có được Tether bây giờ rất nhiều đây là 8 cái lý do được chia sẻ mà Thuận tóm tắt lại trong bài viết này của Bloomberg. Tại sao Bloomberg nghĩ là dựa theo chẩn đoán thì Bloomberg nói là giá Bitcoin có thể lên tới 400 000 Thật ra à, tùy theo là nhiều bạn nhưng mà đối với thường, nếu như Bitcoin chỉ cần lên được tới 200 000 thôi thì đối với thường đã là một con số tăng trưởng mà đã vượt xa cái tầm tưởng tượng của Thuận rất nhiều rồi. Chứ không phải là cái tầm hy vọng mà cái tầm tưởng tượng của Thuận rất nhiều rồi nếu như Bitcoin lên tới 200 000 trong năm nay. Các bạn nghĩ sao? thì các bạn hãy comment ở bên dưới Tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn một số những cái thông tin ở bật ngày hôm nay Nhưng mà cái video này cũng đã khá dài rồi cho nên Thuận sẽ làm thêm một cái video nữa Để mà chia sẻ những cái thông tin mà các bạn cần phải lưu ý ngày hôm nay Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp